đối thủ của Mitsubishi Expander, Toyota Rush, thậm chí cả Avanza. Vâng, Honda BRV trong năm nay, mẫu xe này sẽ về Việt Nam. Còn ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Honda BRV đang được trưng bày tại triển lãm Bangkok Auto Show. Đầu xe theo ngôn ngữ thiết kế mới của Honda. Đèn cốt của Jack và halogen thành mạ chrome với dài hai bên, rất đặc trưng trên các cái dòng xe của Honda ngày nay. Lưới tản nhiệt, khe lưới ở dưới, cản lưới, đèn ngầm. Mẫu Honda BRV này có một cái chi tiết khá là khỏe khoắn, đó là cái phần ở phần ốp, phần ốp nhựa đấy, nó chạy suốt từ cản dưới qua mỏm lốp, chạy suốt ra phía sau bao quanh cái xe, thì nhìn xe nó sẽ cứng cáp hơn. Thực ra cái mẫu này nếu mà nhìn ngang thì nó cũng chả khác cái mẫu Mobilio là mấy, nhưng mà thực sự nếu mà so với Expander thì mẫu xe này có vẻ nó nhìn nó thiết kế nó không hầm hố và đồ sộ bằng Expander. Expander nó có cái đầu và cái phần thân nhìn nó to. Về chiều dài tổng thể thì hai mẫu xe này khá là tương đương, đều sát về 4m7 hơn hết. Chiều dài cơ sở thì BRV này sẽ ngắn hơn Expander một chút, nhưng những cái đường nét các bạn có thể thấy trên BRV là những đường nét rất là cứng cáp. Thực sự nhìn xe, form xe khá là cứng. Phần đuôi cũng vậy, phần đuôi là nó hiền. Cái phần đèn của BRV này nó sẽ nối này. Nó nối từ đèn trái qua đèn phải. Tất nhiên nó sẽ phân chia một cái dải ở đây. Mình không biết là không có đi chìa khóa ở đây, không biết là nó có sáng liên tục không. Bốn cản dưới. Rất đẹp, có camera lùi. Có camera lùi, không thấy cảm biến ở đâu cả. Mua về lắp thêm thôi. Để mình xem mẫu xe này là có mức tiêu thụ nhiên liệu là 6,1 lít trên 100 km, 7,5 là đường đô thị và 5,3 là đường trường. Động cơ thì cũng là động cơ 1.5 giống với Mobilio trục cam đơn. Và động cơ này là 118 ngựa, cao hơn Expander 103, nhưng mô men xoắn cực đại thì tương đương. Mô men xoắn cực đại của mẫu xe này là 145, còn Expander là 141. Nói chung các cái dòng xe MPV giá rẻ 7 chỗ này thì từ BRV, từ Expander đến Etiga đều có các chỉ số nó khá là tương đồng. Thì mình ra đây xe cho các bạn xem giá nhé. Gương tích hợp đèn báo rẽ, trụ nó không có cái ô cửa kính nhỏ ở phía trước giống như Expander. Rồi, giá 820.000 baht. Đây, chỉ số trên này nó có hết này. Nó khoảng 580 triệu. Đây là giá ở Thái Lan. Không biết về Việt Nam nó sẽ là bao nhiêu. Rồi, khóa thông minh, trang bị là tương đương. Ở nội thất thì khá giống với mẫu Mobilio. Ở trên thành cửa này không có phần ốp nhựa giả gỗ như Expander và Etiga. Gương điện, gập điện, kính lái một chạm auto, có EFP khởi động. Ở đây thì mình mới thấy là có hai túi khí thôi cho hai hành khách vô lăng kiểu Civic, điều khiển trên âm lượng mốt gì đó rất cơ bản. Không có, chưa có cruise control. Bảng đồng hồ đây, có đồng hồ số bên phải này, mức nhiên liệu rồi km rồi odo rồi vân vân, nó nằm ở đấy. Thiết kế cái mặt táp lô này thì cả táp bi cửa này thì nó khá giống với Mobilio, nhưng bởi vì có một số cái chi tiết nó bỏng ra cho nên nhìn nó sang hơn. Đây ạ. Đây, màn hình 7 6 7 inch gì đây, USB AUX rất cơ bản.
cửa gió điều hòa phía trên. Một phong cách rất đơn giản và thực dụng, tới từ những chiếc xe MPV giá rẻ 7 chỗ. Điều khiển hệ thống điều hòa auto một vùng một vùng độc lập các bạn ạ. Lấy gió trong gió ngoài thì gạt tay, cần số có bọc da. Phía sau là các cái ngăn chứa đồ. Những mẫu xe 7 chỗ thì thiên về cái khả năng chứa đồ tiện ích hơn. Hộp số CVT nhá, hộp số CVT, cần số nhựa, không có bệ tì tay, cũng chưa được bọc da. Ghế thì bọc da hết rồi, da thì đương nhiên rồi, da này là da nhân tạo hết. Mẫu xe giá rẻ thì vật liệu thì không yêu cầu cao cấp được. Ghế điều chỉnh cơm, vô lăng cũng điều chỉnh cơm. Và phần trần thì giống hệt nhau, mấy em này giống hệt nhau. Đều có ô lấy gió phía trước này, cửa lấy gió phía trước này. Thiết kế lõm lên này, để lợi về không gian. Thành cửa trước, khá nhiều chai nước sẽ được đặt vào đây. Mẫu xe này thì cái phần trụ D này, cái phần đuôi này sẽ khác. Cái mobilio, mobilio nó ăn phần cửa, nó sát ra đây trông điều đà hơn. BRV thì cắt ở đây. Vâng, một chút da được may ở lên này cho nó sẽ thêm phần long trọng. Đây là khay để nước rộng rãi, nói chung là rộng rãi. Hàng ghế thứ hai khoảng rưỡi chân, nếu mà đẩy hết về sau thì nhìn chung là thoải mái đây ạ. Độ ngả của ghế điều chỉnh ở đây. Rồi, phần trần vẫn thiết kế lõm, ba cửa gió điều hòa đen chủ chuỗi. Trần thiết kế lõm. Để mà ngồi được hàng ghế thứ ba thì chắc chắn sẽ phải điều chỉnh kéo cái hàng ghế thứ hai để lên. Một tay khó làm quá. Đó. Lại một chạm luôn nhá. Rộng luôn. Nhìn kích thước thế mà hàng ghế này khá là đấy, có một chạm rất dễ. Một chạm bắt vào này. Đấy, một chạm vào. Ghế này thì không ai ngồi ngả như thế này, điều chỉnh thêm một tí. Ngồi thử xem nào. Ở đây nhưng mà nó hẹp bề ngang. So với cả Expander thì nó sẽ hẹp bề ngang hơn một chút. Rồi. Ô thoáng này cũng được, nhưng mà mình thích nó xuôi về phía sau đây, phần trần này này. Rồi. Đấy, nó sẽ xuôi về phía sau này, nó sẽ đẩy về phía sau nhiều hơn, nó mở rộng thì thoáng hơn. Nhưng mà vướng cái trụ D ở đây, cái trụ này ở đây, thì nếu như ngồi ba người ở hàng ghế sau ấy, thì các bạn sẽ thấy được là đây, nếu ngồi ba người á, các bạn sẽ thấy là cái phần đầu này mình sẽ bị đẩy sát vào cái trụ D này nhiều, thì nó hơi khó chịu một chút. Nhìn chung là nếu mà ngồi hai người thì cũng khá thoải mái, cũng được khoảng giữa chân này. Cái chân này nó cũng sẽ không bị dốc quá. Đây. Nó không bị cao lên quá. Nhiều bạn cứ nói là xe 7 chỗ cái khoảng giữa chân này, nhưng mà cái vấn đề là nếu mà đặt xuôi xuôi thoải thoải nó không sao, nó lại chơi ăn sát vào cằm như này là không thoải mái đâu nhá. Đó. Không có cửa gió ở hàng ghế thứ ba. Etiga cũng vậy. Giờ mình sẽ xem cái cốp này như thế nào. Rồi. Cũng giống hệt như Mobilio, không có cái ngăn chứa đồ ở dưới. Và nhìn như thế này thì chắc chắn là cái ghế này khi mà gập vào nó sẽ không tạo được cái sàn phẳng như của Expander, chắc chắn. Rồi anh em, xin anh em một like, một comment, một share, một subscribe, một rung chuông nhá, một gì đấy cũng được. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả anh em, quý vị và các bạn. Cảm ơn sự nhiệt tình của các bạn. Xin cảm ơn.